Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn nốt trick thứ 8 trong số 8 trick cơ bản mà hiện nay mình đã làm được 7 trick. Trick cuối cùng thì mình vẫn chưa làm với lý do là mình bận. Thực ra mình lười. Trick đó có tên là Jack Reverse. Thì nó sẽ có dạng như thế này. Thì dễ thấy là nó có chiều ngược lại so với chạc chạc thì nó có dạng như sao, còn chạc reverse thì nó ngược lại, tức là nó sẽ ngược chiều kim đồng hồ. Những chiếc mà có từ reverse ở phía sau thường thì nó ngược chiều kim đồng hồ. Với chiếc này thì có lẽ cũng không có một cái hướng dẫn cụ thể nào mà chỉ có kinh nghiệm tập, thì cho nên mình xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm để tập nó. Kinh nghiệm thứ nhất là hất tay, thì các bạn cứ kẹp bút ở ngón middle và ngón index, sau đó các bạn hất tay như thế này, tay như thế này. Một số bạn mới tập thì có lẽ sẽ xảy ra tình trạng như thế này, nhưng mà không sao, các bạn cứ bình tĩnh mà hất tay. Kinh nghiệm thứ hai là các bạn cầm bút sao cho phần này nó hơi dài hơn phần này như này, thì khi mà các bạn hất tay hất bút lên và nó sẽ rơi xuống thì nó sẽ tạo thành vòng tròn như này. Khi mà đã quen với cảm giác bút và xoay tròn giữa hai ngón tay thì các bạn di chuyển ngón tay xuống giữa bút và tiếp tục tập hất đến khi quen rồi, thì các bạn cũng tập dần cách bỏ đi động tác hất, tức là không cần phải hất nữa mà bút sẽ tự động xoay tròn giữa hai ngón tay tạo thành Jack Reverse. Jack Reverse có thể nói là một phần của Sonic Reverse. Vì thế nếu mà theo kinh nghiệm tập thì chúng ta sẽ tập Jack Reverse trước, vì ba cái Jack Reverse ghép lại nó sẽ tạo thành Sonic Reverse như thế này. Sonic Reverse. Thì mình cũng xin nói luôn là máy tính của mình nó không biết nó bị vấn đề gì mà nó kêu rất là ồn, cho nên video mình nó sẽ có những tạp âm hơi khó chịu, mong các bạn thông cảm. Sau đây là ghép Jack Reverse vào combo.